em kéo này, em hôm hôm. Ok, thì bây giờ mọi người sẽ làm kèm với hôm chi tiết như sau. Để đứng lên thì sẽ không có hôm. Tiếp theo kéo thế này, mọi người sẽ lật sang phía bên này. Ok, sau đó là lật em. Lần này lên hông dẫm lên hông trái, dẫm lên hông phải.
Ok, sau đó đặt ở hông, thích đặt tay lên, đừng ở đây và hạ xuống. Thì khi làm tay như vậy, bốn cái khác nhau, chỉ lên, xuống, đặt đây, thấp lên, hạ xuống. Bốn lần, bây giờ người sẽ lướt chân sang phải, trái, phải, trái, lên, phải này. Thấp lại trái này, để cao phải này. Em, cái cùng người chỉ được cung về là được. Cũng nhận khớp này, lên, phải cao, phải thấp. Ok, phải cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.